ngày 11 tháng 10, do ảnh hưởng của mưa lớn, đoạn đường đại lộ Thăng Long thuộc xã An Khánh, Hoài Đức ngập sâu tới 60-70 cm, khiến nhiều phương tiện chết máy, di chuyển khó khăn, có lúc kẹt cứng. Theo ghi nhận của Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 16 giờ chiều nay, các phương tiện di chuyển chậm chạp trên đại lộ Thăng Long hướng đi ngoại thành. Có lúc phương tiện ùn ứ cục bộ kéo dài gần 1 km. Theo người dân, tình trạng trên xuất hiện từ sáng nay khi Hà Nội xuất hiện mưa lớn khiến vài chục mét mặt đường ở đây bị ngập sâu. Nhiều người dân phải dắt xe máy qua đây để đảm bảo an toàn. Người dân phải dùng các vật dụng để ngăn cho nước không xâm nhập vào nhà, xưởng. Được biết, tình trạng ngập úng ở đoạn đường này đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Nhiều phương tiện chết máy khi cố tình đi vào vùng nước sâu. Có nhiều đoạn nước sâu tới 40-60 cm. Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo và hướng dẫn các phương tiện giao thông qua điểm ngập úng. Nhiều phương tiện phải nhờ tới sự hỗ trợ của những thợ sửa chữa di động do xe chết máy không thể tiếp tục hành trình. Đại diện chính quyền xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội thông tin, cách đây vài năm, tình trạng ngập úng nghiêm trọng hơn, nhưng sau đó đơn vị chức năng đã đầu tư dự án bơm đẩy, hút tạm đã cải thiện được phần nào. Tới nay, khi mưa lớn đoạn đường trên vẫn bị ngập úng cục bộ. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO avongphapluat.tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.